Với quyết tâm không để xảy ra mất điện trong dịp nghỉ lễ, công ty điện lực Lào Cai đã bố trí đủ nhân lực trực xử lý sự cố nhanh và thao tác chuyển đổi kết dây mạch vòng tại địa lực. Không thực hiện cắt điện làm mất điện khách hàng trừ các trường hợp xử lý sự cố. Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, trang thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh. Tổ chức trực lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24 trên 24 giờ trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay trước đó công ty đã thực hiện tăng cường công tác kiểm tra thiết bị chạm lưới điện hành lang lưới tuyến phát điện hư hỏng xử lý kịp thời đảm bảo cung cấp điện ổn định an toàn liên tục tin cậy đặc biệt là hệ thống đường dây trục chính cấp đến trung tâm các huyện thị thành phố